tốt đẹp đến cả nhà của mình, vì ngày hôm nay là một cái ngày chủ nhật thật là hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn. Ban tổ chức có giao cho mình một cái nhiệm vụ, đó là nói lên cho cả nhà mình biết là tại sao mình là ông Huy. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu sơ lược về mình một chút. Mình họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Loan. Hiện mình đang là giảng viên của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, khoa chăn nuôi thú y. Và thưa cả nhà, tại sao là ông Huy? Trong vòng 5 phút thì có lẽ là mình sẽ không nói hết được tất cả những cái giá trị mà mình yêu thích trong ông Huy. Thì mình chỉ nói sơ lược như thế này. Giả sử ngày hôm nay có một người bạn rất là thân và đến nói với mình rằng bây giờ tôi sẽ mở một cái nhà máy. Tôi sẽ mở một cái nhà máy, tôi sản xuất tất cả các cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Tôi sẽ mở một cái nhà máy để mà sản xuất những cái sản phẩm để sử dụng làm đẹp và sử dụng để bảo vệ sức khỏe. Và thương hiệu của chúng tôi thì đã có ở toàn cầu 109 quốc gia. Rồi tôi sẽ mở một cái hệ thống siêu thị khắp hết tất cả các cái tỉnh thành ở Việt Nam của bạn. Và tôi cũng sẽ thuê tất cả nhân viên, tôi lo thuế tất cả mọi thứ đối nội đối ngoại. Tôi cũng sẽ lo hết toàn bộ cái việc mà vận chuyển, giao hàng tới tận nơi. Tôi lo hết tất cả an ninh, tôi lo hết tất cả mọi thứ luôn. Bạn chỉ làm việc với tôi đúng một việc một, đó là tôi sẽ làm tất cả những việc đó rồi. Bạn chỉ cần là gì? Đưa những cái người bạn thân thiết của bạn, đưa những cái người thân yêu của mình, đưa những cái người bên cạnh mình, đưa gia đình của mình tới siêu thị của chúng tôi để gọi là mua hàng về tiêu dùng, vì đó là những cái mặt hàng thiết yếu trong mỗi gia đình đều dùng. Và lợi nhuận sau trừ hết tất cả mọi thứ, tôi với bạn chia đôi. Vậy thì quý vị có làm không ạ? Làm không? Tôi thì làm. Tại vì tôi không bỏ một đồng vốn nào ra hết, là chắc chắn tôi sẽ làm. Kinh doanh đó không có rủi ro. Như vậy thì sao? Tôi làm. Đó là một trong những cái lý do mà cho tới hiện giờ tôi không bao giờ quyết định, không bao giờ từ bỏ ông Huy. Và cái giá trị mà tôi tâm đắc nhất, tất nhiên là nhiều lắm, nói không hết, nhưng tâm đắc nhất luôn để tôi quyết định tôi ký thẻ ông Huy, đó là cái giá trị giúp người là giúp mình. Cái giá trị giúp đỡ người khác để mình thành công. Thì thực ra ở bên ngoài á, rất là nhiều công việc để mình có thể thành công được, rất là nhiều cái công việc khác ở bên ngoài mình có thể làm giàu được. Nhưng riêng trong cái công việc kinh doanh cùng với ông Huy, cực kỳ nhân văn ở cái chỗ là giúp người thành công thì mình mới thành công. Tính được bạn giúp được bao nhiêu người thành công thì đó là thành tích của bạn mà ông Huy tính. Cho nên cái giá trị đó giúp cho tôi ký thẻ với lại Tiến sĩ Hiếu. Tiến sĩ Hiếu chia sẻ với tôi là ông Huy rất là đơn giản, chỉ đúng một câu duy nhất, đó là chị có biết ông Huy không? Chỉ vậy thôi hết. Đó là cái câu OBB của Tiến sĩ Hiếu dành cho tôi. Nhưng mà sau đó, tôi được tìm hiểu thì là có thêm một cái giá trị nữa, đó là cái giá trị kế thừa. Có nghĩa là đã giúp đỡ người khác để mình thành công rồi, mà mình còn được kế thừa cái sự nghiệp đó cho con cái của mình sau này, mà mình chẳng phải bỏ ra một cái đồng vốn nào hết. Thì xem lại coi là nhiều người nói tôi là biết đâu là em quay đang hồi lợi dụng tôi để mà gọi là đem đi rao bán rồi nó kia vậy đó, tiến sĩ cũng phải làm ông Huy rồi vân vân. Thì tôi cứ cho rằng đó là cái chuyện của người ta nói thôi. Tại vì tôi nghĩ là không biết là tôi lợi dụng em Huy hay là em Huy lợi dụng tôi. Tại vì em Huy làm hết tất cả những cái mà hồi nãy tôi kể đó, để cho tôi đưa người nhà tôi tới, đưa những người thân, những bạn bè của tôi tới đó, thậm chí là những người lạ quách lạ quê luôn. Nhưng mà họ cần cải thiện tiêu dùng, họ cải thiện cái cuộc sống của họ. Những cái sản phẩm của ông Quay là những cái sản phẩm mang tính cải thiện. Cho nên chỉ cần bạn tôi hoặc những người lạ, chỉ cần họ phát biểu rằng họ muốn cải thiện cái việc răng miệng của họ, họ muốn cải thiện cái việc mà là dầu gội của họ có vấn đề, họ muốn cải thiện cái việc mà rửa chén của họ, là tay của họ có vấn đề, là tôi có thể dắt tới siêu thị. Được chưa? Và đó là một trong những lý do mà tôi là ông Quay. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt.